Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái máy chiếu phim thời xưa này. Hôm nay mình vô quán cà phê mình thấy cho nên chia review cho các bạn xem. Đây là chỗ cắm điện, đây là đèn báo nguồn và báo công suất. Đây là cái hộp tản nhiệt cho cái đèn chiếu trong này nhé. Đèn này là chắc đèn sợi đốt. Nó cần phải tản nhiệt. Còn cái núm bên này theo mình nghĩ nó là cái núm để tăng giảm tốc độ tản nhiệt cho cái quạt, mình nghĩ vậy. Bạn xem phía trước nó đơn giản lắm, chỉ có một cái ống kính để chiếu, thì có vài ba cái thấu kính thôi. Hãng này là 24 OBT, tức là cái hãng âm thanh đúng không ạ? Dùng được dòng điện xoay chiều một chiều, tần số từ 0 đến 60Hz, 110 đến 125V, 800 đến 850W. Con này nó chắc là núm tăng độ sáng của đèn. Đây là thương hiệu máy chiếu phim này, Bolex CM10. Cái nút công tắc này á, là nút bật lên để cho nó cái phim nó chiếu theo chiều ngược này. Đó. Bật xuống thì nó chiếu theo chiều thuận. Còn cái núm này là để mở ra, để mình bỏ cái phim vào đó, cái băng đó. Đó, mở ra có khe hở rồi mình bỏ vào. Còn núm này để điều chỉnh cái băng. Băng nó sẽ cuốn vào cái cuộn băng này, đi qua các cái con lăn vào cái khe này, rồi ánh sáng chiếu qua khe, qua cái băng và qua cái đèn, rồi lại qua cái băng này đi lên cái băng trên kia. Đó. Còn đây là cái nút để mình chỉnh zoom đấy, không to thu nhỏ cái hình ảnh. Còn đây là nút để điều chỉnh cái hiệu chỉnh cái băng về cái frame gốc, nó về hình ảnh mà ban đầu. Này là nút để tạm dừng chiếu, tức là nó sẽ ngắt ánh sáng đi, đèn vẫn sáng nhưng mà nó đóng lại, có vậy thôi, đơn giản. Nay mình làm clip này để chia sẻ các bạn review thôi, thấy nó hay hay chia sẻ các bạn tham khảo. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.